Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng dẫn chứng với mọi nhà đầu tư bằng những giá trị giao dịch thực tế xuyên suốt trên thị trường trong vòng nhiều năm qua trên thị trường để cộng đồng và mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận, đánh giá và thực tế thấy rõ được các giá trị mà bản thân tôi đang chia sẻ đến nhà đầu tư với những kỹ năng giao dịch, với những giá trị vận dụng áp dụng trên thị trường, tôi minh chứng dẫn chứng trên thị trường cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận, cũng như cảnh báo đến thị trường về những vấn nạn ở để mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận, có thể đánh giá và thực tế thấy rõ các giá trị này. Và bản thân chính các bạn khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex nên hiểu rằng làm gì có cái chuyện á quân Forex thế giới hay rô trader, hay chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex, hoặc bất kỳ một ai đã chia sẻ về các giá trị trên thị trường mà ra ngoài chỉ là những thằng dùng trading view phân tích về xu hướng nhận định trên thị trường rồi bán chiến lược rồi đưa ra các giá trị nhận định trên thị trường mà không chịu giao dịch hoặc đem kiến thức ra backtest ở trên thị trường mà đòi là đó là giao dịch thực tế hoặc giao dịch thực chiến, xin lỗi nhà đầu tư, đó chỉ là những thằng bịp ở trên thị trường về đầu tư Forex này mà thôi. Giao dịch được thì phải dẫn chứng, minh chứng vào trong thực tế. Giao dịch được thì phải có giá trị để cho chúng ta kiểm chứng trên thị trường. Đây mới là điều mà mọi nhà đầu tư nên tìm hiểu, nên nhìn nhận, đánh giá cho thực tế để bản thân chính các bạn hiểu rõ khi tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex. Mọi giá trị ở trên thị trường là cả một quá trình dài mà bản thân tôi phải nỗ lực để cho nhà đầu tư nhìn nhận, đánh giá, hiểu rõ và nhìn nhận bản thân chính các bạn phải là những người kiểm chứng về những gì bất kỳ một ai đang chia sẻ trên thị trường. Đây là điều mà cộng đồng và mọi nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex này nên hiểu. Và tôi mong muốn rằng những giá trị chúng tôi đang chia sẻ, những giá trị mà chúng tôi đang minh chứng, mọi nhà đầu tư nên thực tế để mà đánh giá, nên thực tế để mà nhìn nhận, để mà hiểu rõ. Tôi gửi đến nhà đầu tư với những minh chứng thực tiễn trên thị trường xuyên suốt trong thời gian nhiều năm tháng qua để cộng đồng và mọi nhà đầu tư thấy rõ được thực tế này. Và mời nhà đầu tư theo dõi live stream chia sẻ này. Đó, các bạn thấy rõ nha, tôi vận dụng ở trên thị trường với những tài khoản rất là nhỏ và đi lên rất là nhiều và nhanh ở trên thị trường. Và bản thân các bạn có thể thấy rõ là trong cả quá trình mà tôi chia sẻ thì luôn luôn là có những cái kỹ năng giao dịch và giá trị vận dụng áp dụng thực tế trên thị trường để cho cộng đồng cùng thực tế đánh giá, cùng thực tế nhìn nhận và thấy rõ được những kỹ năng của bản thân tôi, chứ không bao giờ tôi phân tích hay nhận định ở trên thị trường như đúng rồi. Đây là cả một quá trình dài và lộ trình dài mà bản thân cái người đứng ra chia sẻ giống như tôi sẽ phải trực tiếp minh chứng dẫn chứng vào trong thị trường. Và bản thân các bạn cần phải hiểu rõ giữa chơi mõm và giao dịch mồm nó khác xa với cả những người áp dụng vào trong thực tế. Đây là điều mà nhà cộng đồng nên hiểu rõ. Và những gì mà tôi đang chia sẻ là cả một quá trình dài, bản thân tôi phải nỗ lực để có được, để gửi đến nhà đầu tư. Và tôi mong muốn rằng trên con đường mà bản thân chính các bạn đang tham gia, đang trải nghiệm ở trong thực tế, bản thân chính các bạn là những người phải hiểu, phải nhìn nhận và phải đánh giá cho đúng, chứ không phải cứ tham gia vào cho có, hoặc là nhà cứ lao vào và không chịu hiểu, và thì nhà cứ lấy những cái chứng kiến của bản thân mình ra mà khi ngay cả bản thân mình còn chưa hiểu rõ, chưa kịp nhìn nhận rõ, nhưng đã gì nhỉ, ra ngoài đòi là phải thế này hay thế khác, hoặc là nhà cứ lấy những cái giá trị của bản thân mình còn chưa áp dụng vào trong thực tế bắt người khác phải thế này hay thế kia. Xin lỗi nhà đầu tư, vậy thì các bạn không tồn tại được, đó là điều quá hiển nhiên. Đó. Đèn rung mắt tiếp lên trên đi, đó, anh em thấy nha, thực tế đúng lệnh mà tôi đi đó, cả quá trình dài đó.
À, hôm qua thì tôi cũng có đánh một tài khoản rất là nhỏ, hôm nay nó đã trôi lên tầm khoảng gần 2K rồi nhé. Và sau cái livestream này thì tôi sẽ lên tài khoản đấy để chia sẻ cho anh em và gửi cho cộng đồng để cho cộng đồng hiểu rõ. Ok chưa? Đó. Rồi, xin chào anh em nha. Chúc anh em giao dịch thành công.